Còn tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch kêu gọi các lãnh đạo khác đóng góp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 và xúc tiến phân phối 2 tỷ liều đã cam kết trước đó để đảm bảo mục tiêu tiêm được cho 70% dân số thế giới trong năm 2022. Được biết, ông Biden đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế riêng để giải quyết về tình hình đại dịch COVID-19 và vấn đề tiêm chủng toàn cầu trong thời gian tới, trong tuần tới, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin Reuters, tài liệu dự thảo dài ba trang của ông Biden được gửi tới các nước, các tổ chức quốc tế và các nhóm trong khối tư nhân để mời họ tham dự hội nghị thượng đỉnh về COVID-19 dự kiến tổ chức trong tuần tới. Một trong các nội dung của tài liệu này đề nghị các nước có khả năng tặng thêm một tỷ liều vaccine và xúc tiến phân phối 2 tỷ liều đã cam kết trước đó. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận mục tiêu tiêm chủng 70% dân số thế giới, song không cung cấp thông tin chi tiết về hội nghị hay tài liệu dự thảo nói trên. Nội dung thư cũng kêu gọi các nước giàu hơn đảm bảo có sẵn ít nhất là 3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 và 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng và phá bỏ tâm lý do dự trong tiêm chủng. Tài liệu dự thảo cũng kêu gọi các nước giàu tặng ít nhất 1 tỷ bộ xét nghiệm cho các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, tặng 3 tỷ đô la Mỹ thuốc điều trị COVID-19 trong năm 2022. Ngoài ra tài liệu cũng kêu gọi trước cuối năm 2022, khu vực tư nhân tài trợ 2 tỷ đô la Mỹ cho chiến lược toàn cầu nhằm tăng nguồn cung oxy.